Hello, xin chào tất cả các anh em đang xem video của Bot Guppy Channel. Lời nói đầu tiên thì cho mình xin gửi lời chúc sức khỏe tất cả các anh em đón chào một năm mới 2022 thật cực kỳ thành công, cực kỳ phát triển và quên đi tất cả những nỗi buồn của năm 2021 để lại do dịch Covid. Thì hôm nay thì mình sẽ đón năm mới ở một nơi khá là lạ, một nơi khá xa thành phố phố phị. Anh em xem video có đáng ở đâu nha. Hiện tại mình đang ở khu vực Đồng Nai, đây là khu vực Định Quán anh em nha. Thì tụi mình đang trên một chuyến đi, thì đi đâu thì sẽ có nhiều phần đó. Thì anh em đoán nha, ở đây mình đang ở khu vực Đèo Chuối và mình đang nộp giấy test cũng như là mã PC Covid để nhận một cái phiếu thông hành để tiếp tục đi tiếp trên con đường của mình. Đây là trạm dừng chân của mình, nghỉ một xíu thì chạy xe máy được khoảng 6 tiếng rồi anh em à, cũng sắp đến nơi rồi. Nói tới đây có thể anh em biết rồi nhỉ, đi qua Đèo Chuối chạy quãng đường khoảng 8 đến 9 tiếng thì tất cả những dữ kiện đó thì mình đang đi đến Đà Lạt. Ở khu vực này là mình đang đi đến Di Linh anh em nha. Thì đây họ trồng rất là nhiều cà phê luôn đó. Cà phê được phơi ở ngoài rất là nhiều, cái mùi cà phê đã thoang thoảng trên đường đi rất là thú vị luôn. Mùi cà phê thì giống như là mùi của một cô gái thiếu nữ mới lớn vậy đó. Theo Duy Lến thì nói như vậy, còn theo mình thì mình thấy mùi cà phê thì nó nồng nồng và có một vị chua nhẹ nhẹ. Cái trái cà phê nó khác, còn khi mà chúng ta uống là uống cái hạt cà phê nên cái vị chua đó thì nó giảm rất là nhiều. Thấy được những cái bông hoa này thì mình đang đi trên cái đoạn nối cao tốc để lên đèo và đến đây thì là rất gần Đà Lạt rồi anh em nha. Quãng đường còn khoảng 80 km nữa thì mình sẽ đến Đà Lạt, và video tiếp theo thì mình sẽ quay những hoạt động của mình ở Đà Lạt. Còn video này là cái quãng đường đi rồi mình khi mình đi quay lại.